Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em. Chiến trường 3.0 không chỉ thay đổi về bản đồ, địa hình mà còn là tính năng phù hiệu, thay đổi rất nhiều về cách lên đồ, trang bị và sức mạnh của từng vị tướng. Trong clip này, Ad gửi đến cho anh em các vị tướng bị giảm sức mạnh và cân bằng lại sức mạnh cho phù hợp với phiên bản chiến trường 3.0 và không trở nên quá mất cân bằng khi kết hợp với tính năng phù hiệu. Thứ nhất, Tulen là chùm pháp sư ở phiên bản chiến trường 2020. Tulen hiện tại là vị tướng càng lướt đầu game mạnh. Và đương nhiên, mạnh còn kết hợp với phù hiệu của tháp quang vinh thì càng khiến cho Tulen khủng bố hơn, cung cấp lại cho Tulen khả năng băng xả với tháp thuấn hay là lượng xuyên phép và sát thương phụ trợ khác. Tulen cần giảm sức mạnh ngay. Cụ thể, nội tại lôi điện, sát thương chủ chốt của Tulen chỉ gây 75% sát thương lên lính và quái và các mục tiêu không phải là tướng địch. Sự giảm sức mạnh này nhằm giảm bớt sự bá đạo của Tulen trong khâu càn lính sớm đầu game và ăn cướp rừng, mục tiêu, vân vân. Sự thay đổi tiếp theo là ở chiêu 2, lôi động. Lôi động bị tăng thời gian hồi chiêu ở đầu game và giảm ở cuối game. Đây là chiêu thức đa số người chơi đều nâng ở cấp độ 1, sau đó nâng max chiêu 1 sau. Như vậy, sau khi bị tăng thời gian hồi chiêu ở Tulen, nhất định bớt đi sự cơ động quá thái mà theo đó, dù được giảm 1 giây nhưng giảm như thế ở tận cấp 15 cơ. Với lần giảm sức mạnh này, Tulen chắc chắn vẫn còn mạnh. Vì anh em nên nhớ rằng, phù hiệu sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt này của Tulen. Sau đây là bảng phù hiệu tạm thời cho anh em nào muốn test Tulen ở phiên bản chiến trường 3.0 nhé. Đợi 15 tháng 7 cập nhật bên Việt, em sẽ đưa cụ thể tới anh em hơn. Thứ hai, Ngộ Không. Chùm rừng render Việt Nam chính là Ngộ Không, rất được ưa chuộng trong khâu ban hoặc là pick lập tức. Ngộ đang bá với tỷ lệ chí mạng cao ngất từ đầu game. Vậy nên, với nội tại bị giảm tỷ lệ chí mạng, giảm từ 15% xuống chỉ còn 12%, tức là giảm 3% nhá. Sự giảm này được nhiều anh em game thủ lý giải là do nguyên nhân của phù hiệu Tháp Quang Vinh cấp 2 có phù hiệu mang tên là Bí Quyết. Bạn được nhận thêm 12% chí mạng và 8% công phép ở trang bị. Nhưng Ad tin chắc rằng 3% chẳng thể suy nhê được Ngộ Không đâu. Mà thực ra, Ngộ Không mà dùng phụ trợ cấp 2 này lại không quá mạnh đâu. Ngộ Không nên dùng phù hiệu của Vực Hồn Mang mới thực sự phát huy tối đa sức mạnh. Phù hiệu ở Vực Hồn Mang cấp 3 đem lại cho Ngộ Không phù hiệu mang tên Ma Tính. Nội dung là khi tung chiêu, Ngộ Không lập tức giảm 50% thời gian hồi chiêu của chiêu 1 và chiêu 2, thời giảm thêm 20% thời gian hồi chiêu của chiêu cuối, tăng thêm 10% sát thương trong 10 giây. Ghi cho anh em, tức là khi Ngộ Không tung chiêu cuối sẽ tức giảm thời gian hồi chiêu. Đây mới thực sự là phù hiệu mà Ngộ Không cần. Vừa có sát thương, vừa giảm thời gian hồi chiêu chiêu 1 và chiêu 2, khiến cho Ngộ Không càng bá và cơ động hơn. Ngoài ra, nếu Ngộ Không hạ gục được liên tiếp còn được tăng thêm 3 giây cơ. Đó là sức mạnh mới và đây là phù hiệu dành cho Ngộ Không cho anh em tham khảo để thấy được rằng vì sao Ngộ Không phải giảm đôi chút, vì Ngộ Không quá mạnh rồi, nếu không giảm càng bá hơn. Thứ ba, Arum là vị tướng khống chế bảo kê cực kỳ khó chịu với chiêu cuối mang tên chính là Thú Khốn và chiêu một linh thú bá càng quét đội hình đối thủ. Với sự xuất hiện của phù hiệu khiến cho Arum quá bá rồi, bởi nếu Arum đi trợ thủ mà cầm cho mình bảng phù hiệu mang tên là Thành Khởi Nguyên, giúp cho Arum có ngay cấp độ 2 ngay từ mới ở trận đấu, trong khi đối thủ là cấp độ 1 và Arum là cấp độ 2, có thể càn quét tất cả rừng đối thủ và khiến đối thủ phải bó tay chịu chói. Nên Arum bị giảm sức mạnh cụ thể như sau: nội tại của nàng bị giảm sát thương ở đầu game và giảm khả năng hồi phục ở đầu game sẽ được bồi hoàn sau khi tối đa cấp độ nhé. Chiêu 1 của Arum bị giảm sát thương đầu game, bù lại Arum sẽ được hồi phục khi mắc cấp độ và giảm thêm 1 giây hồi chiêu. Nhà phát hành vừa muốn Arum bị giảm sức mạnh đầu game nhưng lại không muốn cô nàng bị quá lép vế. Anh em cứ tin dùng Arum đi, bởi cô nàng chỉ là giảm về cân bằng hơn khi sử dụng phù hiệu tránh quá bất đạo mà thôi. Thứ tư, Kali. Kali ở chiến trường 2010 dùng ổn nhưng không phải là hot. Vậy tại sao lại giảm sức mạnh? Vâng, đó tiếp tục là do phù hiệu nhé anh em ơi. Cụ thể, sát thương cơ bản của Kali bị giảm đôi chút. Phù hiệu đem lại cho Kali lượng sát thương vật lý, lượng sát thương phép, xuyên sát phép khá lớn. Chưa kể khi Kali dùng phù hiệu của tháp công binh khiến cho Kali tiếp nhận tháp thuấn, giúp cho Kali có khả năng tự vệ mạnh hơn, bá hơn. Sát thương từ cả phù hiệu cấp độ 1 cũng thêm, thực sự không hề kém cạnh. Đó là lý do vì sao Kali bị giảm đôi chút. Đây là phù hiệu của Kali, cho anh em tham khảo nhé. Thứ năm, Darcy. Đã vị tướng đa năng đi đứng mid và đi rừng đều mạnh. Nhiều anh em nhìn Darcy sẽ cho rằng hắn ta đang được tăng nhiều sát thương, phải là tăng sức mạnh chứ. Nhưng nhà Frank sửa đổi như thế, ý định của họ chính là giảm sức mạnh của Darcy lại nhưng lại cân bằng lại sát thương, khiến cho Darcy không bị yếu đi. Đồng dạng với các vị tướng bên trên, Darcy cũng do sự thay đổi từ phù hiệu mà lại cần thay đổi. Cụ thể, chiêu 1 bị cố định giảm sát thương chỉ còn 30%, khống chế mục tiêu bị giảm từ 60% xuống còn 40% làm chậm, phạm vi chiêu 1 bị giảm xuống. Anh em chớ lo lắng, Darcy được tăng sát thương cơ mà, nhưng mà bị giảm như vậy là hơi bị chí mạng rồi nha. Chiêu 2 thì tăng phạm vi vụ nổ nhưng lại giảm sát thương chiêu thức và thương cộng thêm. Chiêu cuối tăng sát thương và giảm thời gian đầu chiêu. Lý do giảm Darcy như sau: phiên bản hiện tại,
có chiêu một quá bá. Thứ nhất, không bị khống chế. Thứ hai, giảm vết thương lên tới 50%. Thứ ba, tầm cấu rỉa thì xa, rất khó chịu cho vị tướng xạ thủ. Thứ tư, khống chế lại mạnh, nên giảm là hợp lý. Vậy, dù có sát thương, nhưng Dashi chả mỏng manh làm sao. Yên tâm đi, nhà phát hành đã dự tính cả rồi. Phù hiệu tháp thuấn dành cho Dashi sẽ giải quyết tất cả, giúp cho Dashi băng xả chiêu cuối mạnh hơn. Ngoài ra tăng phạm vi ở chiêu 2 và tương ở chiêu 1 và chiêu 3, nên có thể đánh giá rằng phù hiệu khiến cho Dashi không hề bị yếu đi. Mà lần giảm này chỉ là cân bằng lại sức mạnh của Dashi thôi nhé. Đây là phù hiệu anh em tham khảo cho Dashi đi. Thứ 6, Van Hên là xạ thủ rất nhiều anh em chơi ở cấp bậc rank. Dù hiện tại không phải là hot pick, nhưng Van Hên nổi danh với khả năng đa dạng lối chơi của mình. Lần này nhà phát hành muốn giảm sức mạnh của Van Hên ở sát thương vật lý tại đầu game, bởi vị tướng này có hai nguồn sát thương quá mạnh, đó chính là sát thương vật lý và sát thương phép. Chết cái là phù hiệu lại vừa có tăng công phép, lại vừa tăng công vật lý, ấy vậy có tăng cả xuyên giáp và xuyên giáp phép. Thế thì quá bá rồi. Vậy nên giảm đầu game và tăng sát thương ở trang bị, tránh bị phế quá là hợp lý cho Van Hên nhá. Cụ thể, bị giảm vết thương cơ bản, nội tại ám khí thì giảm vết thương đầu game của ba loại ám khí, nhưng sát thương vật lý sẽ được gia tăng từ trang bị. Trên đây là sao bị tướng giảm sức mạnh bất đắc dĩ và giảm để cân bằng khi có thêm phù hiệu. Thực sự bọn chúng quá bá mà. Nếu không giảm thì thực sự quá vượt trội so với vị tướng khác. Ngày mai em sẽ gửi đến cho anh em các vị tướng được tăng sức mạnh và phân tích lý do cho anh em hiểu vì sao nhá. Nếu thấy hay nhớ bấm nút like và đăng ký kênh. Nếu anh em có thắc mắc gì cứ bình luận dưới clip này, em sẽ giúp cho anh em giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào ngày 15 tháng 7 để chúng ta cập nhật chiến trường 3.0 nhá. Gian cập nhật chiến trường 3.0 là vào khoảng ngày 15 tháng 7. Và bên bản Đài Loan chính thức cập nhật và đi xét đánh vào ngày 4 tháng 7 rồi. Ở trong clip này sẽ gửi đến cho anh em bảng trừ sao chính thức nha anh em. Bảng trừ sao ở bên CL Việt chỉ là một cái bảng nó dịch thuật hơi sai một chút mà thôi. Sau đây mới chia cái bảng chính thức cho anh em. Nhưng anh em cứ hỏi rằng tại sao Việt Nam lại cập nhật chậm như vậy? Đơn giản là họ muốn vừa cập nhật lại vừa đi xét đánh vào ngày 15 tháng 7. Nhớ nha, 15 tháng 7. Và đang hiện tại cao thủ 51 sao trở lên xuống tinh anh 2, cao thủ 41 đến 50 sao tinh anh 2, cao thủ 31 đến 40 sao tinh anh 4, cao thủ 21-30 sao tinh anh 5, cao thủ 10 đến 20 sao kim cương 1, cao thủ 0 đến 10 sao kim cương 2. Thông tin chính thức nha anh em ơi. Vào clip anh em cho em xin vài giây nhé. Em có tạo một kênh vlog và ẩm thực, anh em qua đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Kênh 1 triệu năm thì làm riêng với Liên Quân, còn vlog đời sống và ẩm thực em thực hiện trên kênh TNG TV. Ủng hộ em nhé anh em ơi. Em có để link cho anh em ở phần mô tả để có thể tham gia.
Để ủng hộ Ad, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.